cho chị Mỹ chào các bạn nha. Chào chị Mỹ quay cho các bạn xem là cánh đồng đương lúa nha các bạn. Có xe kéo lúa nè. Mấy xe này đi thu hoạch gom nha các bạn. Gom kéo gom gì ạ? Gom mình chở xuống để xuống kia vậy. Vừa có bò, có trâu, có động cơ nữa nha. Trâu chậm nước rồi các bạn. Trâu chậm nước nè, siêu ganh anh nắng anh kéo mệt xuống chậm nước nè các bạn. Đó, kêu chờ trâu rồi xuống chậm xè chậm trình nè. Quá mát, gió mát các bạn. Quý vị chơi làm gì? Bạn ơi, cái miếng đất của ông Tấn nó nằm đâu hả? Tấn phải bà Phước hay Vũ Lợi rồi đó, biết không? Đất Tấn em ông Tấn Lợi á, Lợi bà Phước Vũ sụi rồi đó, đủ mà nó mượn vô kêu đốn gom tiếp rồi đâu có nó mất tiêu đó rồi. Vũ mà phe mà mấy người bỏ giá đó, trời làm giá đó.